Chào mừng quý vị và các bạn đến với bài tĩnh nguyện phiên bản ghi âm được thực hiện bởi mục vụ Lời sống hàng ngày. Bài suy gẫm hôm nay của chúng ta có tựa đề Cơ đốc giáo đích thực, dựa trên phân đoạn Kinh Thánh nền tảng được chép trong Ma-thi-ơ đoạn 5 từ câu 3 đến câu 10. Phước cho những người nghèo khó tâm linh, vì vương quốc thiên đàng thuộc về họ. Phước cho những người than khóc, vì sẽ được an ủi. Phước cho những người nhu mì, vì sẽ thừa hưởng đất. Phước cho những người đói khát sự công chính, vì sẽ được no đủ. Phước cho những người có lòng thương xót, vì sẽ được thương xót. Phước cho những người có lòng trong sạch, vì sẽ thấy Đức Chúa Trời. Phước cho những người hòa giải, vì sẽ được gọi là con Đức Chúa Trời. Phước cho những người chịu bắt bớ vì sự công chính, vì vương quốc thiên đàng thuộc về họ. Và câu Kinh Thánh hôm nay chúng ta cần ghi nhớ được chép trong Ma-thi-ơ đoạn 5 câu 12. Hãy vui mừng hớn hở, vì phần thưởng của các con ở trên trời là rất lớn. Vài năm trước, tôi ứng tuyển vào làm cho một tổ chức cơ đốc và được trình bày về danh sách những quy tắc liên quan đến việc dùng rượu, thuốc lá và một số hình thức giải trí. Lời giải thích là chúng tôi mong đợi nhân viên hành xử theo tiêu chuẩn cơ đốc. Tôi đồng tình với danh sách này với nhiều lý do không liên quan đến niềm tin, vì tôi không làm những việc đó. Nhưng lý lẽ trong tôi lại nghĩ, sao họ lại không làm một danh sách về việc không được kiêu ngạo, vô tâm, thô lỗ, thờ ơ về thuộc linh và hay chỉ trích? Không có điều nào trong số này được nhắc đến cả. Việc theo Chúa Giê-xu không thể được định nghĩa bởi danh sách những quy tắc. Đó là cuộc đời khó đong đếm nhưng có thể được miêu tả rõ nhất bằng từ đẹp đẽ. Bài giảng các phước lành trong Ma-thi-ơ đoạn 5 từ câu 3 đến câu 10 tóm lại vẻ đẹp đó. Những ai có thánh linh của Chúa Giê-xu ngự trị và phụ thuộc vào Ngài là những người khiêm nhường, nhu mì. Họ cảm thông sâu sắc trước nỗi khổ của người khác. Họ hiền lành và tốt bụng. Họ khao khát điều tốt lành ở chính mình và người khác. Họ thương xót những ai đang tranh chiến và thất bại. Họ kiên định trong tình yêu dành cho Chúa Giê-xu. Họ tràn đầy sự bình an và luôn đem đến sự hòa thuận. Họ tử tế với những ai đối xử tệ với họ, lấy thiện báo ác. Và họ được phước. Những từ này có nghĩa là hạnh phúc trong ý nghĩa sâu sắc nhất. Đời sống như vậy thu hút sự chú ý của người khác và nó thuộc về những ai đến với Chúa Giê-xu và cầu xin Ngài ban cho họ đời sống đó. Đặc điểm nào trong Ma-thi-ơ đoạn 5 mà bạn đặc biệt cần đến trong đời sống mình? Làm thế nào để bạn tăng trưởng trong điều đó? Chúng ta cùng nhau cầu nguyện. Lạy Chúa Thánh Linh, xin sản sinh những đặc tính trong bài giảng các phước lành trong đời sống con. Amen. Cảm ơn quý vị và các bạn đã lắng nghe phiên bản ghi âm bài tĩnh nguyện hôm nay. Chương trình được thực hiện bởi mục vụ Lời sống hàng ngày.